Nói đến quê hương, ắt hẳn mỗi người đều có những khoảng trời riêng trong trái tim dành cho hai từ thân thương ấy. Quê hương tôi không có những đồng lúa thẳng cánh cò bay, chẳng có dòng sông, bến nước, con đò, cũng chẳng có những buổi chiều hoàng hôn đỏ rực trên biển cùng từng đàn hải âu tung cánh. Tây Nguyên, nơi tôi sinh ra và lớn lên, quanh năm chỉ có nắng và gió, nhưng lạ thay, tôi lại yêu cái mảnh đất này đến tha thiết lạ kỳ. Là một phóng viên, tôi có dịp để đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người ở vùng đất còn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc này. Phải ăn cùng mâm, ngủ cùng nhà với già làng, với đồng bào, phải sống như một người con của buôn làng, của núi rừng, thì mới hiểu được cái tuyệt vời ẩn chứa trong lòng Tây Nguyên từ bao đời. Ngoài ra, trong công việc của chúng tôi, nếu không có sự trợ giúp của các già làng, đặc biệt là các nghệ nhân dân gian, thì không thể gặt hái được gì. Họ thật sự là mạch nguồn văn hóa bản địa quý giá và đáng trân trọng. Những già làng, những nghệ nhân dân gian ấy là lịch sử sống, là người lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng, như những ngọn lửa đầy nhiệt tâm, cháy mãi. Hôm nay, tôi có dịp đặt chân đến thôn Côn Trang Long Loi, cách không xa trung tâm thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Ở đây không ai không biết đến nghệ nhân ưu tú A Thui. Bao năm qua, vợ chồng ông được nuôi dưỡng từ tiếng chiêng, điệu xoang uyển chuyển và hương men rượu cần nồng nàn của lũ làng bên mái nhà rông ở thôn Côn Trang Long Loi. Vì vậy, văn hóa người Rơ Ngao, một nhánh của dân tộc Ba Na, đã hòa vào dòng máu, chảy trong huyết quản. Chào con. Dạ, cháu là Rơ Châm Ngưu, làm tại ban truyền hình tiếng dân tộc của Đài Truyền hình Việt Nam. Dạ. Nghe thấy tiếng đàn của cô chú rất là hay. Thì không biết là bên mình là người dân tộc gì ở đây chú ha? Dạ, cháu dân tộc Rơ Ngao cháu ạ. À, Rơ Ngao ạ. Thì người Rơ Ngao của mình gọi nhạc cụ đây là gì hả chú? Đây là tà tăng, Glanglat, tà tăng. Những cái loại đàn đây thì chú chơi từ khi nào và từ khi nào mà chú biết chơi những cái loại đàn của người Rơ Ngao hả chú? Thật ra là chú biết từ hồi nhỏ. Nhưng mà có lúc là người có người á thì chú không dám, một mình chú thì chú chơi. Không có người thì chú không dám bởi vì chú hay mặc cỡ. Cháu được nghe là chú đang mở những cái lớp để truyền dạy lại cho mấy đứa em nhỏ. Thì tại sao từ một người rất là ngại ngùng, mắc cỡ như chú nói á, thì lại tiếp lửa được cho các em nhỏ thế hệ sau hả chú? Dạ, như vậy thì là chú nghĩ là ở trong làng thì không còn ai, không có ai để là đứng dậy để làm cái việc này, để mà nối lại cái văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Vâng. Cho nên là chú cảm thấy buồn. Vâng. Như vậy thì là từ năm trước năm 2000, năm 1998 là chú bắt đầu là chú đứng lên để mà làm sao mà chơi được mấy thứ này để mà làm sao để truyền lại cho mọi người. Hiện tại thì cái vùng của mình để lấy được những cái ông nứa như thế này á, để làm thì có khó không, có vất vả không, hay là mình hay lấy những cái vật liệu đây là có xa không, có vất vả không chú? Vất vả lắm, mà lấy được cái này thì phải lên từ đất côi kia, đất côi mới lấy được. Xã đất côi huyện Con Rẫy kia này mới có được. Nó già. Mình cũng có nhưng mà nó non thì không sử dụng được, làm nó không có tiếng, không vang. Không, cái này là nếu mà từ chặt đến mà làm chặt phải hơi khô đã. Mình làm chỉ có một buổi sáng là làm đàn cái này buổi sáng thôi. Bây giờ thì cháu rất là tò mò, không biết là giai điệu của người Rơ Ngao như thế nào, thì chú có thể chỉ cho con một đoạn được không? Đây giai điệu của người Rơ Ngao này. Thank you.
cho đàn đi, cho đàn. Dạ, cho đàn thử nhá. Nhưng mà hơi khó. Thôi khó vì chứ. Cái giai điệu nó rất là nhanh. Nhưng mà cháu xin phép cháu thử. Vâng. Dạ. Được chứ. Nhưng mà có lẽ là cháu nghĩ là nó không đúng cái giai điệu. Đấy, khi mà chú chế tác những cái loại đàn như thế này á, thì có nhiều người họ lớp trẻ á, thì họ có đi theo và họ hỗ trợ chú không? Hiện tại đó. Hiện tại bây giờ chỉ có là cái học trò của chú thôi. Họ cũng là họ cũng muốn chơi này, vừa là chơi vừa là muốn là làm. Bây giờ nó còn tay cái tay tay chân nó còn yếu quá, nó không có nắn được cái lưới dao kia. Và bây giờ nó nếu mà làm cái non á, cái non á thì làm nó làm được rồi. Nó làm thành thành cái thành cái nốt nhạc của nó là nó làm được hết rồi. Mỗi người làm một bộ rồi. Mà bây giờ nếu mà làm muốn cho nó mình làm cho mình sử dụng luôn thì cho nó khô như thế này này, hơi bị cứng. Nắn con dao á thì ấn dao thì là phải có sức mạnh thì mới ấn được. Chứ thôi mình đâu có phải là mình cắt tự do cắt đâu. Mà ấn đàng hoàng từ từ để cho nó khỏi bể. Mà không khéo là mình bóp mạnh thì là nó bể luôn. Ở trong làng, trong vùng mình đây thì có nhiều bạn trẻ khi mà chú bắt đầu mở cái lớp mà truyền dạy như thế á, thì có nhiều bạn họ tham gia không? Đặc biệt là thanh niên á, giới trẻ đó. Thanh niên thì là chưa có vì là nó đang lớn lên có đó. Thiếu niên thôi. Thiếu niên. Vâng. Thanh niên ngày xưa là chú cũng dạy là hai lớp thanh niên đó, thì bây giờ họ lớn lên họ đi làm thành phố đàn rã hết, là bây giờ chắc là nó quên hết rồi, không chơi được nữa đâu. Trong kho tàng nhạc cụ dân tộc đồ sộ của người Việt Nam có một loại nhạc cụ mà âm thanh của nó phát ra nghe réo rắt như tiếng nước róc rách trong khe suối trong. Một thứ âm thanh trong trẻo, vui tươi và mang đến cho người nghe một sự yên bình và niềm hân hoan hiếm có. Đó chính là đàn tơ rưng. Tơ rưng, trong tiếng của người Ba Na có nghĩa là đàn lồ ô, tức là tre. Hiển nhiên, tre là vật liệu chính tạo nên đàn tơ rưng. Đàn tơ rưng có cấu tạo khá đơn giản, mộc mạc như chính con người, núi rừng Tây Nguyên. Được ghép từ những ống tre dài ngắn khác nhau, ống dài nhất khoảng 1,5m và ngắn nhất khoảng 30cm. Đàn tơ rưng của người Ba Na gồm từ 12 đến 18 ống, chứ không ngắn như đàn tơ rưng của người Ê Đê, Mơ Nông, chỉ có từ 5 đến 7 ống. Khác với cấu tạo, quá trình chế tác phải trải qua rất nhiều công đoạn thủ công và mất một thời gian khá dài để hoàn thành, thường từ 2 đến 3 tháng. Đầu tiên phải tìm những ống tre không quá già, cứng cáp, khoét rỗng thân tre, rồi ngâm dưới nước gần 1 tháng, sau đó vứt lên phơi 5 đến 7 con nắng, rồi lại ngâm tiếp, cũng với thời gian như vậy. Điều này giúp cho ống tre vừa dẻo dai, không nứt nẻ, cũng không bị mối mọt. Cao độ của các nốt nhạc do đàn tơ rưng tạo ra không chỉ phụ thuộc vào độ dài ngắn, dày mỏng của các ống tre, mà còn phụ thuộc vào cách đẽo gọt từng ống tre. Một đầu của ống tre được vót bằng, tất cả xếp cùng một phía, và một đầu còn lại được vót xéo theo các độ nghiêng khác nhau. Và đây cũng là công đoạn khó khăn nhất quyết định chất lượng của tiếng đàn, vì độ nghiêng của đường vót khác nhau tạo ra âm thanh khác nhau, nên khi vót quá tay, cho ra âm thanh không đúng như ý muốn, buộc người làm đàn phải vót lại từ đầu cho đến khi vừa ý. Như hầu hết các nhạc cụ cổ truyền khác, đàn tơ rưng khi xưa được làm ra để phục vụ cho các nghi lễ tín ngưỡng. Theo quan niệm, cứ mỗi tre trên cây đàn là một vị thần trú ngụ. Các thần sẽ giúp người xua đuổi những điều dữ. Cũng vì cái lẽ thiêng liêng đó mà ngày xưa chỉ có đàn ông mới được chơi đàn tơ rưng. Đàn tơ rưng thường được chơi ở các không gian rộng vì theo người xưa là vì trong nhà nhỏ, tiếng đàn làm thú nuôi lẫn con người mang tâm trạng hỗn loạn, bất an và phát triển không được.
Thấy các làng khác nó có được cồng chiêng nhưng mà làng của mình là lại không có ai đứng lên để mà dạy cho các em, truyền lại cho các em. Vậy thế cho nên là tôi thấy như vậy, với lại đảng nhà nước là khuyến khích để là làm sao để không cho cái truyền thống này mòi mòn đi, cho nên chúng tôi là bàn bạc với nhau, gọi các em các cháu để tập cho các em, dạy cho các em. Cứu từng nói, nghệ thuật cồng chiêng của người Tây Nguyên nói chung và người Ba Na nói riêng đã phát triển đến một trình độ cao so với các nước trong khu vực. Mỗi bài tấu chiêng là sự kết hợp của nhiều cá nhân tạo thành. Một bài chiêng cần có bao nhiêu chiêng thì có bấy nhiêu người đánh. Tuy là kiệt tác truyền khẩu, nhưng các nghệ sĩ cồng chiêng đều nhớ được từng tiết tấu và kết hợp với nhau hài hòa, tạo nên một bản hòa tấu đa sắc màu. Mặc dù cồng chiêng Tây Nguyên không phải do người Ba Na chế tác, nhưng nó lại trở thành nhạc cụ chung của người Tây Nguyên, được người Tây Nguyên quý trọng và biến thành nhạc cụ nghệ thuật cao mang đậm bản sắc Tây Nguyên. Âm vang cồng chiêng luôn gắn bó chặt chẽ với đời sống tâm linh, nghi lễ của người Ba Na. Có thể nói rằng âm vang cồng chiêng Ba Na đã bắt mạch bám rễ vào đời sống mỗi một con người của cả cộng đồng Ba Na. Người Ba Na đánh chiêng trong các dịp lễ hội truyền thống tín ngưỡng như lễ thổi tai, trừ tà, cầu mưa, mừng lúa mới, đám cưới, mừng nhà mới, lễ ăn trâu, lễ cầu mùa, lễ cầu chúc sức khỏe cho con người và gia súc, lễ đưa tiễn các chiến binh ra trận, lễ đón mừng chiến thắng, lễ tang ma. Và cứ thế, đời người dài theo tiếng chiêng cồng vang vọng trên đại ngàn.
cổng chiêng Tây Nguyên đã là di sản văn hóa của nhân loại. Đây là niềm tự hào không chỉ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên mà còn là niềm tự hào của mọi người dân Việt Nam sống trong và ngoài nước. Vinh dự gắn liền với trách nhiệm khiến công tác bảo tồn di sản văn hóa quý giá này càng được quan tâm, đầu tư hơn. Nhưng bảo tồn như thế nào lại là bài toán cực kỳ phức tạp, vất vả và còn có nhiều quan điểm khác nhau. Nhiều nơi đã chọn cách bảo tồn động, đó là vận động các báu vật sống truyền dạy lại cho thế hệ trẻ. Họ là những nghệ nhân dân gian có kinh nghiệm diễn sướng cổng chiêng, là những người có đôi tai thẩm âm và có kỹ năng truyền khẩu hơn người. Bằng phương pháp cầm tay chỉ việc, ngày ngày các nghệ nhân kiên trì tiếp lửa đam mê cho các em. Sau khoảng thời gian dài nỗ lực và cố gắng, giờ đây cổng chiêng hiện không chỉ thân thuộc với người già, với những nghệ nhân lớn tuổi, mà nhiều thanh thiếu niên Ba Na cũng rất hứng thú với di sản văn hóa này. Hiện nay tại một số buôn làng Tây Nguyên đã xuất hiện nhiều đội cồng chiêng nhí đánh cồng chiêng khá điêu luyện. Chính các em sẽ là những hạt nhân nòng cốt giữ lửa cho cồng chiêng Tây Nguyên không bị mai một theo thời gian. Có thể nói đây là tín hiệu đáng mừng trong công cuộc bảo tồn kiệt tác truyền khẩu của nhân loại này. Đã vài năm nay, ngày nào các em nhỏ này cũng tập trung tại nhà nghệ nhân A Thui. Miệt mài tập luyện cồng chiêng, múa xoang và các loại nhạc cụ dân gian truyền thống dưới sự hướng dẫn của vợ chồng nghệ nhân A Thui. Kể từ ngày ông mở lớp dạy đánh cồng chiêng, dạy nhạc miễn phí ở nhà, lũ trẻ đến học rất đông đủ. Lũ trẻ trong làng thích A Thui bởi sự tận tâm và lòng thương trẻ. Đối với chúng, nhà ông A Thui cũng giống như ngôi nhà thứ hai của mình. Xuất phát từ tâm huyết của vợ chồng người nghệ nhân già, đến ngày 30 tháng 7 năm 2019, tại thôn Côn Trang Long Loi, thị trấn Đắc Hà, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Vụ Văn hóa Dân tộc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Dân gian Dân tộc Thiểu số. Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Dân gian thôn Côn Trang Long Loi, thị trấn Đắc Hà có tổng số 30 thành viên. Trong đó, ban chủ nhiệm gồm 8 thành viên, nghệ nhân ưu tú A Thui làm trưởng ban chủ nhiệm. Câu lạc bộ có nhiệm vụ bảo tồn, duy trì và phát huy văn hóa dân gian dân tộc, nghệ thuật diễn tấu, các nhạc cụ truyền thống và nghệ thuật diễn sướng, hát dân ca. Theo quy chế hoạt động,
câu lạc bộ truyền dạy các lớp trẻ và nhân dân về công tác bảo tồn, duy trì và phát huy văn hóa dân gian dân tộc và văn hóa vật thể, phi vật thể của dân tộc Bana Rơ Ngao. Giữ gìn nét đẹp bản sắc dân tộc, phát huy, phát triển loại hình văn hóa phi vật thể nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, đồng thời xây dựng phát triển kinh tế văn hóa xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa nghệ thuật dân gian Côn Trang Long Loi, thị trấn Đắc Hà được thành lập đã góp phần bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống, tăng cường tinh thần đoàn kết của bà con nhân dân trong thôn. Thầy mấy anh chị múa xoang rất đẹp nên em muốn đi học hỏi mấy ông già trong làng, xong xin ông thôi vô múa. Ngoài hầu múa ra thì em học hát những bài dân ca, học hát từ bà Y Núi là vợ của ông A Thôi ạ. Những thế hệ người con Bana ở Tây Nguyên nói chung chắc hẳn rất tự hào vì cộng đồng của họ đã biết nhận thức được đúng đắn việc bảo tồn văn hóa truyền thống. Chính họ là những người giữ cho mạch ngầm văn hóa Tây Nguyên hôm nay luôn chảy mãi. Và cho đến ngày hôm nay, chính sự bảo tồn động đã giúp tiếng chiêng của người Bana vang xa ra khỏi nơi đại ngàn hùng vĩ. Dẫu biết cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng những thế hệ người Bana nói riêng và bà con các dân tộc sinh sống ở Tây Nguyên nói chung luôn đoàn kết và thương yêu lẫn nhau, cùng nhau chung sức bảo tồn những nét đẹp truyền thống của cha ông. Văn hóa Bana đã thật sự đóng góp một phần quan trọng trong nền văn hóa đa sắc tộc trên dãy Trường Sơn, Tây Nguyên. Để rồi những phong tục độc đáo và tiếng chiêng ngày ngày vẫn còn được vang vọng. Bên bếp lửa bập bùng, bà con Bana quây quần bên trái rượu cần, kể cho nhau nghe những câu chuyện bắt đầu từ thuở hồng hoang còn được ghi chép lại trong những trang sử đầy tự hào về một dân tộc sinh sống trên dải đất Tây Nguyên anh hùng. Tôi yêu quê tôi yêu cuộc sống của người dân Tây Nguyên, tôi yêu những gì thuộc về nơi này. Dù tôi là ai, tôi có đi đâu, thì tôi vẫn biết mình là một người con của Tây Nguyên, người con của núi rừng, và không bao giờ quên mình đang mang dòng máu của một người Tây Nguyên. Con suối kia vội vàng long lanh, vội vàng trong xanh khi em nhìn. Anh biết ơn em qua đại ngàn, rừng chiều dịu dàng thêm yêu. Mây trắng kia vội rừng lang thang, vụng về che ngang em qua đồi hoa vàng. Bóng em xa cuối lối quanh co, đám con trai mãi ngóng trông theo. Mãi xa đôi trắng gầy, em vô tình có hay sau lưng núi đã tương tư. Nơi đâu đường em về, nơi đâu nhà có em, quanh năm chắc không buồn.